quanh ta đang chờ mong sống trong tình thương. Nhờ tình thương đời dương thế biến ta thờ kính vua trên trời cao. Nói lên điều đó, tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng ta hãy đi đến nhà của Đức Giê-hô-va. Amen. Cảm ơn Chúa, buổi sáng hôm nay có một số quý vị là khách, và những người đó là những người từng theo dõi thờ phượng Chúa với chúng ta mỗi tuần ở trên mạng lưới, trên chương trình YouTube. Cho nên chúng tôi hoan nghênh tất cả quý vị đến thờ phượng Chúa với chúng tôi hôm nay. Và cũng hoan nghênh tất cả quý vị đang theo dõi trên chương trình buổi sáng hôm nay. Tất cả chúng ta dù ở đâu hãy cùng nhau vinh danh Chúa, kính ngợi hay là tôn vinh danh Giê-xu nghìn thu. Và sở dĩ chúng ta tôn vinh danh của Chúa chúng ta là bởi vì chính chỗ thập tự Chúa đã treo mình, Chúa chịu chết, cứu chúng ta được làm con của Chúa, và đó chính là lý do cho chúng ta ca ngợi Chúa. Gần bên Chúa, xin đem con đến. Gần bên Chúa, xin Ngài gọi tên. Gần bên Chúa, xin được gần đến. Xin thôi biết tên. Từ Thiên Chúa, lòng của chúng con mong biết Ngài. Bởi vì chỉ một mình Chúa
Từ Chúa mà thôi mà chúng con được nguồn sống, chúng con được hồi sinh. Xin cho mỗi chúng con kinh nghiệm được sự sống của chính Chúa giờ phút này. Con cảm ơn Chúa. Trong danh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Xin hội thánh mở lời Chúa trong thơ Philip đoạn 4, từ câu 15 cho đến câu thứ 19. Thơ Philip đoạn 4, câu 15 cho đến câu thứ 19. Hỡi người Philip, anh em cũng biết rằng lúc tôi khởi giảng tin lành trong khi lìa xứ Macedon thì ngoài hội thánh của anh em chẳng có hội nào khác hiệp với tôi để lập thành sự trao đổi trong chúng ta cả. Vì tại Thessalonica anh em đã một hai lần gửi đồ cung cấp về sự cần dùng cho tôi vậy. Ấy không phải tôi cầu lễ vật, nhưng cầu sự kết quả nhiều bởi lễ vật đến cho anh em. Vậy tôi đã nhận được hết và đương dư dật. Tôi được đầy dẫy vì đã nhận đồ nơi Epaphroditus mà anh em gửi cho tôi như một thứ hương có mùi thơm, tức là một của lễ Đức Chúa Trời đáng nhận và đẹp lòng Ngài. Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giêsu Christ. Và lòng con như đang còn mãi u mê, bước lang trong đêm tìm một lối đi. Cuộc đời con như đang chìm đắm trong tăm tối. Nhiều lần con đã khóc, khóc trong cô đơn. Nhiều lần con vẫn khóc, khóc trong tương đau. Nhiều lần con cố gắng bước qua chính con, vượt qua trong con tội lỗi. Và rồi con vấp ngã, Chúa nâng đỡ con. Và rồi con vấp ngã để con đứng lên bằng tình yêu thương, đôi tay nhân từ Ngài dẫn đưa con. Trong đêm tìm một lối đi, cuộc đời con như đang chìm đắm trong tâm tối. Nhiều lần con đã khóc, khóc trong cô đơn. Nhiều lần con vẫn khóc,
khóc trong tương đau, nhiều lần con cố gắng bước qua chính con, vượt qua trong con tội lỗi, và rồi con vấp ngã. Chúa nâng đỡ con, và rồi con vấp ngã để con đứng lên bằng tình yêu thương, đôi tay nhân từ ngày ra đứa con. Lương nhờ con đã khóc trong cô đơn, nhiều lần con vẫn khóc, nhiều lần con cố gắng bước qua chính con, vượt qua trong con tội lỗi, và rồi con vấp ngã. Chúa nâng đỡ con, và rồi con vấp ngã để con đứng lên bằng tình yêu thương, đôi tay nhận từ ngài ra đứa con. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nói với một cái vấn đề mà Kinh Thánh đề cập tới. Quý vị biết có những cái điều căng thẳng nhất khi chúng ta sống ở Mỹ là gì không? Một trong những điều đó là vấn đề tiền bạc. Khi mà chúng ta sống ở xứ Mỹ này, cái tiền chúng ta thấy lúc nào nó cũng muốn như xài nhiều hơn cái tiền của chúng ta thu vô. Chúng ta gặp những cái chuyện, bao nhiêu quý vị đã từng gặp cảnh túng thiếu? Tất cả chúng ta đều đi qua cảnh túng thiếu. Nhất là quý vị ở Việt Nam, rất là thực tế. Ở Việt Nam đã đành mà qua Mỹ mình có việc làm, mình lại gặp những cái căng thẳng ở trong đời sống liên quan tới tiền bạc túng thiếu nữa. Quý vị, thật sự quý vị có biết rằng mình có tiền nhiều chuyện gì? Mình mua nhiều đồ. Mình mua nhiều đồ chuyện gì xảy ra? Mình phải bảo trì những cái món đó. Bảo trì những món đó là gì? Nó phải mua insurance cho những cái món đó. Nó làm cho mình rất là căng thẳng. Dù mình có thật sự tiền ít hay tiền nhiều gì, mình cũng có trải qua những cái căng thẳng trong vấn đề tài chánh. Có nhiều khi Chúa cho chúng ta gặp túng thiếu để thử đức tin của quý vị, thử lòng tin quý vị. Quý vị tin Chúa bao nhiêu những gì Ngài nói. Chúa muốn thử cái đạo đức của quý vị, cái tánh nết của quý vị như thế nào trong những cái cảnh túng thiếu đó. Chúng ta nghe bài giảng, xin lỗi, ông Mục Sư Lý vừa đọc cho chúng ta một phân đoạn Kinh Thánh, và trong đó có một cái lửa rất là đặc biệt. Ở trong Philip đoạn 4 câu 19, chúng ta cùng nhau đọc chung một cách mạnh mẽ. Đức Chúa Trời tôi sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong Đấng Christ Jesus. Một lần nữa. Đức Trời tôi sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em theo như sự giàu có vinh quang của Ngài trong Đấng Christ Jesus, trong Chúa Jesus Christ. Trong câu Kinh Thánh này, Chúa hứa một điều rất là đặc biệt. Chúa sẽ cung cấp tất cả mọi nhu cầu của chúng ta, cho chúng ta. Đặc biệt quý vị là con cái của Chúa, quý vị thấy chú ý, Chúa nói rằng Chúa cung ứng mọi, tất cả nhu cầu ở trong đời sống của chúng ta. Mọi nhu cầu, tiền xe, tiền nhà, tiền cho con đi học. Chúa nói là ta sẽ cung cấp tất cả mọi nhu cầu cho chúng ta. Chuyện thứ nhì quý vị thấy trong câu Kinh Thánh này, Chúa nói Chúa sẽ, nói chắc chắn, mà tại vì Đức Chúa Trời quyền năng, Đức Chúa Trời đầy tình thương, không có chuyện gì mà Chúa không làm được. Có thể Chúa đóng cái vòi nước này mà Chúa mở cái vòi nước khác. Cho nên Chúa chắc chắn bảo đảm mọi. Cái thứ nhì quý vị, một chữ quan trọng đó là cái chữ nhu cầu. Chúa không có cung cấp cho chúng ta đủ thỏa mãn cái lòng tham muốn của chúng ta, nhưng mà Chúa cung cấp nhu cầu của chúng ta. Quý vị phân biệt được cái nào là nhu cầu, cái nào là điều mình muốn không? Ham muốn và nhu cầu, hai cái điều khác nhau hoàn toàn. Chúa không có cho chúng ta những cái tham muốn của chúng ta, nhưng mà Ngài nói rằng Ngài cho chúng ta đầy đủ mọi nhu cầu cho đời sống của chúng ta. Chúa không hứa rằng tất cả những người tin Chúa đều trở thành triệu phú. Chúa không hứa rằng tất cả mọi người tin Chúa sẽ có chiếc Lamborghini. Chúa không có hứa rằng mình sẽ có được ngôi nhà lớn, không có. Nhưng mà Chúa hứa rằng ta sẽ ban cho con mọi nhu cầu chính đáng cho cuộc đời của con.
Chữ kế tới đó là theo sự giàu có vinh quang của Ngài. Không có theo số tiền của tôi có trong nhà băng, không có căn cứ vào cái số tiền tôi đầu tư ở trong thị trường chứng khoán, nhưng mà trong Chúa Giêsu Christ, sự giàu có của Chúa trong Chúa Giêsu Christ chỉ cho những người tin Chúa mà thôi, những người con cái của Chúa mà thôi, những người mở lòng tin ra, mời Chúa vào lòng, mời Chúa làm ông chủ của cuộc đời của mình. Con nguyện đi theo Chúa, con nguyện thờ lại Chúa, con nguyện sống cho Chúa. Chúa bảo gì con sẽ nhờ cậy Chúa làm những cái điều Chúa dạy. Đây lời hứa chỉ dành cho những người đó mà thôi, chứ không dành cho tất cả mọi người ở trên thế gian này. Nhưng mà vấn đề tại sao chúng ta đôi lúc trải qua những cảnh túng thiếu ở trong đời sống? Có thể nào Chúa nối cho mình lên tinh thần không? Có thể nào Chúa chỉ gạt mình nối vậy mà Chúa không đủ sức làm không? Tại sao mình lại gặp những cái chuyện túng thiếu ở trong cuộc đời của mình? Thưa quý vị, Chúa không bao giờ gói gạt ai hết. Thánh Kinh cho biết Chúa là đấng thành tín. Chúa luôn luôn giữ lòng thành tín. Và trong Kinh Thánh chỉ thứ nhất, quý vị nhớ rằng khi mà Chúa hứa chúng ta một số điều, khi mà quý vị gặp cảnh túng thiếu, nhớ Chúa, thứ nhất, có thể Chúa muốn dạy quý vị một cái bài học thuộc linh gì đó để tin cậy nơi Chúa nhiều hơn, làm theo lời của Chúa. Chúa muốn thử coi quý vị có những đức tính tốt gì ở trong cuộc đời. Khi mà nghèo khó Chúa cho những cái cám dỗ tới, quý vị có đánh thắng được cái cám dỗ đó hay không? Đó chuyện thứ nhất. Chuyện thứ nhì đó, hầu hết tất cả những lời trong Kinh Thánh hứa của Chúa đều có những cái điều kiện đi theo đó, chứ không phải tự nhiên mà được. Và hôm buổi sáng hôm nay qua Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy một số điều kiện mà Chúa sẽ hứa ban cho con cái Ngài đầy đủ. Nhưng mà chúng ta phải có một số điều kiện Chúa nói sau đây mà những phần chúng ta cần làm. Trước nhất, điều số 1, nhớ rằng tôi phải cầu xin Chúa ban cho. Chúa nói rằng mình phải cầu xin Chúa, phải cầu nguyện Chúa. Chúa luôn mở rộng cửa kho của Ngài, ngoại trừ tại vì mình không có, mình im miệng lại thôi. Mình không có để thì giờ cầu xin Ngài. Hơn 20 lần trong Kinh Thánh nói rằng hãy cầu xin, hơn 20 lần ở trong Tân Ước. Và một câu Kinh Thánh mà quý vị có thể học suốt ở trong tuần này đó là Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 7 nói rằng hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho các con. Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa, cửa sẽ mở cho các con. Chúa nói rằng điều chúng ta xin Chúa sẽ trả lời. Chúa thích trả lời cầu nguyện của chúng ta. Chúa thích ban cho chúng ta những nhu cầu về phương diện thuộc linh. Chúa cho mình rất là thực tế. Chúa muốn quý vị cầu nguyện với Chúa chứ đừng sạc credit card. Để coi Chúa cho mình như thế nào. Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa, cửa sẽ mở. Câu Kinh Thánh kế tới trong Gia Cơ đoạn 4 câu 3, anh em không có gì cả vì anh em không cầu xin. Anh em mà mắc nợ nặng nề, đau khổ trả credit card là tại vì anh em không cầu xin thôi. Các anh em không biết cầu xin Chúa, không biết dựa vào Đức Chúa Trời quyền năng Chúa ban cho mình. Cầu xin Chúa trước khi mà mình mua sắm, đặc biệt những cái mua sắm lớn tiền mà mình phải đứng ra trả cả chục năm nợ nần chồng chất lên cho mình. Chúa nói rằng Chúa muốn chúng ta cầu xin Ngài, cầu xin Chúa. Và câu kế nói rằng anh em cầu xin mà không nhận được vì anh em cầu xin với dụng ý xấu để dùng cho vục vọng riêng của mình. Điều tôi muốn nói quý vị tại đây, khi chúng ta cầu xin Chúa, có nhiều điều, thật sự Chúa không cho hết tất cả những điều chúng ta cầu xin. Tại vì nhiều khi quý vị cầu xin theo tánh ích kỷ của mình, dục vọng xấu của mình, thật sự Chúa không cho, giống như con của mình biết. Chuyện đó cho nó chỉ, nó xin cũng là mượn con dao chơi, sao cho mượn được. Không, đó không phải đồ chơi. Quý vị dứt khoát là không cho được, vì không cho nó vì có tình thương quý vị đối với nó. Nhưng mà quý vị nhớ rằng, có một số điều chúng ta không có tại vì chúng ta không cầu xin. Có một số điều chúng ta không có tại vì chúng ta không cầu xin. Tôi đề nghị quý vị điều này. Sẵn đây nói vấn đề cầu xin Chúa. Chúng ta cầu nguyện Chúa chữa lành những người ốm đau. Chúng ta cùng cảm ơn Chúa trong lời cầu xin có những người được Chúa chữa lành. Có quý vị cần xin Chúa cho mình có việc làm.
có những người quý vị cần xin Chúa cho ba má mình tin Chúa, cho con mình nó biết Chúa. Thưa quý vị, chuyện đầu tiên, Chúa muốn chúng ta cầu xin Chúa. Bây giờ quý vị về nhà tập cái thói quen lấy ra một cái quyển tập cầu nguyện, gạch ra ba cái cột. Thứ nhất, ngày nào cầu xin cái chuyện gì, Chúa hứa cái gì cho cái chuyện đó, ngày Chúa trả lời. Đây là một cái chuyện kỷ luật thuộc linh. Quý vị viết xuống tất cả những điều quý vị cầu xin lớn nhỏ, dựa vào lời hứa của Chúa. Và cái bài giảng hôm nay giúp cho quý vị có lời hứa của Chúa trong cái sự cầu xin. Nói ra, chờ coi 3 tháng sau mình coi lại chuyện nào Chúa trả lời và chuyện nào Chúa không trả lời. Quý vị sẽ học biết ngay cái điều thuộc linh Chúa dạy mình liền. Đây là cái điều này là điều xấu, con cầu nguyện con không biết. Thật sự quý vị có những điều quý vị cầu xin Chúa, Chúa nói không. Mà cũng có những điều cầu xin Chúa, Chúa kêu mình chờ. Có những điều mình cầu xin Chúa, Chúa trả lời cái rầm ngay. Có mình giật mình nói, cầu nguyện này sao tự nhiên Chúa đưa sớm quá vậy. Mà Chúa cho sớm giật mình chúng ta. Và ghi xuống những cái điều đó, Chúa trả lời quý vị. Quý vị xét cuộc đời thật là tươi mát vô cùng. Cái mối liên hệ với quý vị rất là gắn bó với Chúa qua những lời cầu xin của mình. Trong Giăng đoạn 16 câu 24 nói rằng, đến bây giờ các con chưa từng nhanh nhanh ta mà cầu xin điều gì. Hãy cầu xin đi. Chúa kêu chúng ta cầu xin. Các con sẽ nhận được để niềm vui các con được trọn vẹn. Khi mình cầu xin thì Chúa nói hứa là gì? Mình sẽ được cái niềm vui đầy tràn. Tại sao vậy? Tại vì Chúa trả lời. Chúa trả lời mình vui, cái chuyện đó mình không ngờ Chúa trả lời mà Chúa lại trả lời. Mình nghĩ chuyện, quý vị thấy không? Mà khi quý vị vui mà được trả lời chuyện gì xảy ra? Mình nói cho người khác biết. Tôi cảm ơn Chúa, tại sao Chúa trả lời cái chuyện này thật là đặc biệt trên tôi. Và cái người nghe đó, họ bắt chước mình, họ cũng sẽ cầu nguyện với Chúa. Và họ cũng sẽ được Chúa trả lời, họ cũng vui. Niềm vui lây lan. Và đó là lý do Chúa nói rằng mình phải cầu nguyện để Chúa ban cho. Chúa thích ban cho những nhu cầu trong đời sống của chúng ta. Chúa không phải là ông thần khó tính. Chúa không phải là ông thần chỉ muốn cho mình khổ mà thôi. Thần chỉ kiếm bới lông tìm vết. Không phải. Chúa là người cha yêu thương. Chúa lo lắng cho mình. Chúa muốn cho mình vui. Chúa muốn cho cái đời sống mình đầy cái ý nghĩa. Tại vì Chúa là người cha đầy tình thương. Thánh Kinh cho biết rằng Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại. Khi mà cái người nào mà thương chúng ta đó, quý vị mà thương một cái người nào đó, nhớ trước lúc mình đám cưới không? Khi mà mình thương cái người nào đó, chuyện gì xảy ra? Mình luôn luôn mua quà tặng cho người đó, phải không? Không cần người đó xin, mình vẫn mua quà đẹp, mình vẫn tặng đồ tốt đẹp quý cho cái người của mình thương. Và Thánh Kinh nói như thế, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, muốn ban cho chúng ta vì Ngài đầy tình thương, Ngài muốn đáp ứng cái nhu cầu ở trong đời sống của chúng ta. Cho nên, tôi thường hay muốn quý vị về phải làm bài tập, ít nhất nghe lời Chúa nhớ. Có một quyển tập cầu nguyện Chúa, ghi ngày nào mình cầu xin, vấn đề mình cầu xin, lời hứa Chúa là gì, những ngày nào Chúa trả lời cầu xin của mình, ghi xuống. Những gì Chúa trả lời cầu nguyện của mình, quý vị sẽ thấy rất là hứng thú. Rất là vui vẻ, thấy Chúa thật sự có trả lời thâm viếng trên quý vị. Thứ nhất, mình phải cầu xin Chúa ban cho. Thứ gì, mình phải sống gì đây? Ngay thẳng. Sống ngay thẳng. Mình phải sống liêm chính. Điều kiện thứ nhì, Chúa muốn mình sống liêm chính. Chúa không có ban phước cho người gian tà. Chúa không có ban phước cho người lường gạt. Ở tại đây câu Kinh Thánh này nói rõ, người sống ngay thẳng sẽ được an toàn, hay nói người sống ngay thẳng sẽ được vững vàng. Đây cái tự tin tại Chúa ở cùng. Rồi quý vị có biết khi mà chúng ta nhiều người sống trong cảnh túng thiếu đó, dễ bị cám dỗ lắm. Chúng ta dễ hàng mình xấu mình nói hàng mình tốt để người ta mua. Hoặc là cái tiệm kia nó bán cạnh tranh với mình nói đồ kia xấu, đồ mình tốt để người ta mua đồ của mình. Rồi vấn đề thuế má chẳng hạn, nhiều người khai gian để được tiền thuế nhiều hơn. Đó là một cái sự cám dỗ rất là lớn ở Đức nước Mỹ này. Quý vị có biết ngày quý vị được lên trời đó, mình đem tiền lên trời không? Có mình có đem tiền lên trời, nó ở nằm dưới trần gian hết, nhưng mà mình đem cái tánh liêm khiết của mình lên trời.
cái tánh ngay thẳng của mình ở trên trời, cái tánh thành thật, cái tánh tha thứ của mình sẽ cùng đem lên trời với mình. Cho nên hậu quả là gì? Chúng ta chỉ nói nhau hiểu. Mình mà gian với người khác, chuyện gì xảy ra? Mai mốt sẽ có người gian lại mình. Phải không? Quý vị gạt người khác, có người gạt người khác, chúng ta thấy rõ trên đời này sẽ có bị người khác gạt lại mình. Cho nên Chúa muốn mình quyết định sống một cái thách thức cho đời sống của con cái của Chúa là sống ngay thẳng về vấn đề tiền bạc. Không, mỗi ngày mình cầu nguyện lại Chúa xin giúp cho con sống ngay thẳng, có tinh thần liêm chính đối với vấn đề tiền bạc. Chúa giúp cho con học được con là cái người thành thật. Và quý vị biết, khi mà quý vị sống ngay thẳng, quý vị được an toàn, Chúa hứa rằng Chúa sẽ cung cấp mọi nhu cầu cho đời sống của chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Thứ nhất, mình nhớ rằng mình phải cầu xin với Chúa. Thứ nhì, chúng ta phải sống ngay thẳng trong việc làm. Và thứ ba, Chúa hứa, Chúa nói rằng tôi phải dâng hiến bằng đức tin. Tôi phải dâng hiến bằng đức tin. Lời Chúa nói trong thơ Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 9 câu 6 đến câu 8. Hãy nhớ rằng ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Chuyện đầu tiên Chúa nói ở tại đây vấn đề gieo và gặt. Quý vị biết rằng mình gieo cái gì mình sẽ gặt cái đó. Quý vị gieo hột cà thì quý vị sẽ gặt được trái cà, chứ quý vị không gặt được cái trái ổi. Quý vị gieo trái táo tàu ra, hột táo tàu ra, quý vị không có nhận được cái trái cam. Mình gieo cái gì mình sẽ gặt cái đó. Quý vị nói xấu người khác một tiếng, người ta sẽ nói xấu mình hơn hai tiếng. Mà gieo cái gì gặt cái đó. Gặt lúc nào cũng là nhiều hơn gieo. Và thưa quý vị, Chúa muốn chúng ta giống Chúa. Chúa là đấng ban cho rời rộng cho chúng ta. Tôi cho quý vị một cái điển hình, quý vị biết không khí không? Có bao giờ quý vị sợ người kế bên hở hết không khí của mình không? Chúa ban rất là rời rộng, cái chuyện rất là đơn giản thôi. Nói chi sức khỏe, cái đầu của mình, con mắt của mình đi đứng chạy nhảy, gia đình vợ con mình. Thưa quý vị, đó là cái điều Chúa ban cho chúng ta rất là rời rộng, rõ ràng cái chỗ đó. Và Chúa muốn quý vị cũng phải rời. Mình giống Chúa là qua vấn đề mình rời rộng, chứ đừng có ôm vô, đừng có bon chen ích kỷ, ôm giữ chính mình. Câu kế tiếp mà chúng ta trong cái phần đó, trước nhất nói rằng ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Nhớ, gặt lúc nào cũng nhiều hơn gieo. Mỗi người nên quyên góp, nói tới vấn đề dâng hiến, tùy theo lòng mình đã định, không miễn cưỡng hoặc do ép buộc. Không phải bị người ta bắt dâng tiền, đừng dâng tiền, Chúa có ban phước gì hết. Vấn đề nói tại đây, mình dâng là bởi lòng mình yêu Chúa. Thánh Kinh nói rằng Đức Chúa Trời yêu mến người dâng hiến một cách vui lòng. Ý nói là người biết tạ ơn Chúa. Chúa cho mình có việc làm, Chúa cho mình có sức khỏe, Chúa cho mình có bạn, có cho mình làm ăn được ra tiền sung sướng như thế này, và biết ơn của Chúa. Rồi cái người mà rời rộng nó cũng giúp cho mình biết gì? Mình có nhiều bạn bè tốt. Cái người rời rộng, nhiều người mới thích chơi, mình mới giúp đỡ được nhiều người khác. Quý vị muốn làm sáng danh Chúa, quý vị phải trở thành cái người rời rộng. Người rời rộng. Và Chúa yêu mến người dâng hiến một cách vui lòng. Câu kế nói rằng Chúa có quyền ban cho anh em ân điển sung mãn. Mọi cái ơn tốt lành dư dật của Chúa ban cho đáp ứng mọi nhu cầu của anh em, lại còn có dư dật nữa để làm mọi việc lành. Có những cái chữ quan trọng quý vị khoanh tròn đó là chữ mọi, tất cả mọi nhu cầu, tất cả mọi việc lành, mọi tất. Và cái chữ quý vị thấy, chữ sung mãn, chữ ân điển, chữ dư dật. Đức Chúa Trời luôn ban cho chúng ta dư dật đầy ân điển cho cuộc đời của chúng ta. Và đặc biệt qua sự dâng hiến rời rộng của chúng ta đó, quý vị biết chuyện gì xảy ra. Quý vị giống như Chúa, quý vị sẽ kinh nghiệm được tại sao mình tưởng mình hết tiền mà tại sao mình lại vẫn có tiền, mà Chúa vẫn ban cho mình
giúp đỡ cho người khác nữa. Rồi Chúa lại cho mở mình việc làm khác, có tiền nhiều hơn nữa, mình giúp hơn, Chúa lại cho mình cái nhiều hơn, lạ lùng. Mình ngồi mới thấy lại Chúa hứa là Chúa sẽ giữ lời Chúa ban, phước ban ơn cho mình. Một câu kinh thánh rất là hay, tôi muốn quý vị cùng tôi đọc câu kinh thánh đó. Ở trong phía xa trời bài giảng Malachi đoạn 3 câu thứ 10. Tôi đọc phần đầu, quý vị đọc phần sau. Hãy đem tất cả phần 10 vào kho. Từ nay, hãy lấy điều này mà thử ta, Đức Giê-hô-va phán. Quý vị đọc phần sau. Chúa nói rằng Chúa sẽ mở các cửa sổ trên trời, Chúa sẽ đổ phước chúng ta không chỗ chứa được. Với điều kiện là gì? Đem tất cả phần 10, dâng hiến một phần, phần 10 cho Chúa. Và con dân của Chúa ngày xưa, quý vị biết không? Là mỗi lần mà họ gặt, thí dụ tới mùa lúa gặt, chuyện đầu tiên lấy một phần 10 đem dâng cho Chúa trước khi đem bán lúa. Và điều đó cũng dạy họ, Chúa muốn dạy họ một cái điều đó. Đó là nhớ rằng để Chúa ưu tiên. Hãy thờ Chúa để Chúa ưu tiên. Bất cứ khi nào, đó cũng là cái nguyên tắc trong cuộc đời của mình. Quý vị muốn được Chúa ban phước trong việc làm ăn của mình, để Chúa là số 1 trong chuyện làm ăn của mình. Quý vị muốn Chúa ban phước trên cuộc hôn nhân của mình, để Chúa là số 1 ở trong cuộc hôn nhân của mình. Quý vị muốn cho con cái của mình học thành tài, trở thành người tốt, để cho Chúa ở trong cái chuyện học hành của, giúp cho con cái mình biết, để Chúa ưu tiên trong cái việc học hành của con cái mình. Và quý vị muốn Chúa ban phước trên sức khỏe của mình, để Chúa số 1 ở trong sức khỏe của mình. Quý vị sẽ thấy đó là cái nguyên tắc mà Chúa dạy chúng ta, để Chúa ưu tiên ở trong cuộc đời của chúng ta. Và khi mà chúng ta dâng phần 10 á, nói lên cái gì? Thánh Kinh cho biết rằng đó là điều chúng ta tạ ơn Chúa. Không thể nào mà chúng ta không dâng phần 10. Khi dâng phần 10, quý vị mới kinh nghiệm được phép lạ. Tôi phải nói cái đó. Mình mới kinh nghiệm bất lạ. Tưởng không? Tưởng mình nghèo hơn, tưởng mình thiếu hơn, không phải. Mà Chúa lại mở đường cung cấp một cách kỳ diệu hơn, quý vị thấy đầy ý nghĩa trong cái đời sống này hơn. Và hãy nhờ cậy Chúa, hãy tin cậy Chúa trong vấn đề dâng hiến rời rộng. Khi gieo gặt, khi mình rời rộng thì sẽ có người rời rộng lại với mình, hay là Chúa ban phước cho mình cái rời rộng ngoài cái sự tưởng tượng của mình. Ôn lại, thứ nhất, ba điều kiện của lời hứa của Chúa để Chúa ban phước, cung cấp nhu cầu chúng ta đầy đủ. Nhớ, tôi phải cầu xin Chúa ban cho. Tôi phải sống ngay thẳng, liêm chính. Tôi phải dâng hiến rời rộng bằng đức tin. Và thứ tư, tôi phải biết thỏa lòng. Tôi phải học biết thỏa lòng. Thỏa lòng là một tính nết tốt. Quý vị phải tập, chứ không có tự nhiên mà thỏa lòng. Sứ đồ Phao-lô nói rằng, tôi đã học. Ông học, chứ ông không có tự nhiên mà có cái tánh thỏa lòng. Ông đã học những cái sự thỏa lòng. Quý vị điền vô chỗ thỏa lòng có nghĩa là gì đó? Thỏa lòng có nghĩa là tạ ơn Chúa. Thêm chữ tạ ơn đó. Thỏa lòng có nghĩa là tạ ơn Chúa về những gì mình đang có. Vui với những gì mình đang có, chứ không phải là chờ những cái điều mình mong muốn đó, cái điều mình mơ có rồi mình mới được vui. Vui với những cái điều mình đang có. Cảm ơn Chúa những điều mình đang có ở đây, vui hưởng nó. Quý vị nhớ cái điều Chúa dạy mình phải thỏa lòng lại. Tất cả những vật gì mình mua đó, nhớ rằng nó không có đem lại mình hạnh phúc bền lâu, chỉ vui vài tháng thôi rồi nó trở lại bình thường. Mình phải rửa xe, lau xe lại, chứ không phải chạy lúc nào xe cũng mới. Quý vị sẽ trở lại cái bình thường, mình mới mơ những cái chiếc xe mới hơn, kiểu cách hơn. Con người mình luôn luôn thay đổi. Và một trong những cái điều chúng ta không có thỏa lòng đó là tại vì mình so sánh. So sánh là cái bãi cỏ của nhà hàng xóm, tại sao nó xanh hơn cái bãi cỏ của mình. So sánh chiếc xe của bạn mình, tại sao nó lái êm hơn chiếc xe của mình. So sánh chồng của mình, tại sao không giống chồng của người ta. So sánh vợ của mình, tại sao không giống vợ của người ta. Mình ở Mỹ này đủ mọi cái so sánh. Bất cứ về quần áo, về con cái, mình đều so sánh hết. Cái đó làm cho mình không có thỏa lòng. Thỏa lòng là điều mình phải học. Hãy tạ ơn Chúa những gì mình đang có. Dùng những gì đang có, vui những gì đang có.
quý vị có nhà, thật sự mình đâu cần phải làm cho đẹp mỗi 3 tháng 6 tháng làm đẹp chi. Mời tín đồ tới nhóm nhỏ, mời anh em tới vui với nhau trong ngôi nhà của mình. Vấn đề mình cái đó nó giá trị hơn nhiều những cái gì vật chất của mình, mà giá trị đời đời thuộc linh. Mình cầu thai cho nhau, mình tổ chức sinh nhật quan tâm cho nhau, mình học kinh thánh chia sẻ nhau, cái đó là cái điều quý báu nhất trên đời này quý vị, cái đó còn đời đời. Còn tất cả những cái gì nó sẽ tạm bợ, nó sẽ chóng qua. Timothy thứ nhất đoạn 6 câu 7 câu 8 nói rằng sự tinh kính cùng sự thỏa lòng là một nguồn lợi lớn. Khi chào đời chúng ta chẳng đem gì theo, đúng không? Vừa rồi có một em bé ra đời trong tuần vừa rồi, chắc chắn quý vị có con cái, quý vị rõ ràng ra không mang gì theo, không có mang cái iPad theo, không có mang cái bụng bốc gì theo, không có mang tất cả. Ra hai bàn tay trắng, kinh thánh cho mình biết rõ điều đó. Mà lúc lìa đời cũng không mang gì theo, cũng không mang theo được, rõ ràng phải không? Quý vị biết những cái ông vua hoàng đế Pharaoh á, hồi xưa họ tin rằng đó, ổng chết đó, thì ổng qua bên kia đó, ổng cũng cần phải có tiền, có vàng, có người hầu theo, phải chôn chết theo với ổng, để qua bên kia ổng có người hầu hầu ổng. Nhưng mà chuyện gì xảy ra? Khi mà ổng chết, ổng chôn, rất là nhiều hoàng đế Pharaoh bị ăn trộm vô, nó cại, nó lấy hết vàng. Lấy hết vàng những gì mà để ở trong cái hồn của ổng, ướp của ổng. Không có gì mang theo được hết, tất cả bỏ lại hết. Quý vị biết những cái bộ áo vest mà người chết á, bỏ bị lắc túi á. Quý vị tại sao? Đâu mang gì được đâu, cần cái túi nữa. Mình đâu cần túi nữa, đâu có mang gì đâu được nữa đâu. Alexander Đại Đế nói rằng khi mà ổng chết á, nói với mấy ông tướng của ổng, để tay ổng ra ngoài mộ ngửa lên trời cho người ta biết rằng gì? Không mang gì theo được hết. Không mang gì theo được hết. Chúa nói rằng không mang gì theo được hết. Thậm chí là chỉ cám dỗ cho người ta cải nắp hòm lên, người ta lấy vàng lấy bạc những gì mình bỏ vô đó mà thôi. Cho nên nhớ điều này, đời sống bình an, đời sống hạnh phúc ở trong Chúa đó, nhớ một điều, thật sự không có cái gì là của chúng ta cả. Không có cái gì là của chúng ta cả. Chúa chỉ cho mình mượn 80 năm, 90 năm, 100 năm, rồi mình trả lại từ giả cõi đời này. Quý vị biết Kinh Thánh nói quý vị đó, tất cả chúng ta là con cái của Chúa đó. Chúa nói chúng ta là người quản gia của Chúa. Quản gia là gì? Cái ông manager ở trong apartment của quý vị á, cái apartment không phải của ông, nhưng mà nhiệm vụ của ông là phải giữ cái apartment cho sạch sẽ. Ông chủ cho ông một số tiền để ông giữ, có chuyện gì hư báo cho ông chủ biết, có thợ tới sửa. Cái đó là cái người manager, cái người quản gia. Tôi và quý vị có những ơn phước của Chúa cho để mình làm quản gia của Chúa, là Chúa đã giao trong tay của mình. Chúa không muốn mình nắm chặt nó, mình nắm chặt nó chỉ có nhiêu đó thôi. Nhưng mà Chúa muốn quý vị buông ra, gieo ra, nó mới gặt được, nó mới thâu lại nhiều cái lợi được cho ông chủ của mình. Cuộc đời quý vị mới nhiều phước hạnh rồi. Quý vị rõ ràng cái người mà thương người, cái người mà làm ơn cho người, quý vị có bạn bè ở Việt Nam nghèo giúp cho nó 50 đồng, giúp cho nó 100 đồng. Quý vị tỏ tình thương giúp đỡ một cách thành, quý vị phải hy sinh. Nhưng mà chuyện gì xảy ra? Quý vị được có cái niềm vui, bạn bè quý vị nó cảm ơn quý vị vô cùng. Quý vị là cái người cứu tinh cho nó. Họ nghĩ quý vị là người cứu tinh của họ trong cái lúc họ có cần. Cho nên cái lòng rời rộng của mình á, mình là người quản gia của Chúa, mình phải mở rộng cái bàn tay mình cho ơn phước của Chúa tuôn ra, gieo xuống cho nó được đầy cái kết quả. Và một điều nhớ, để quý vị thỏa lòng về những vật chất, những ơn phước Chúa cho, nhớ mình phải có thái độ đúng đối với tiền bạc. Thái độ đúng có nghĩa là gì? Chúa dạy là kính Chúa, yêu người. Mình yêu Chúa chứ đừng có yêu tiền. Yêu người chứ đừng có yêu tiền. Mình yêu tiền á thì mình sẽ bóc lột người. Chúng ta không thể nào có đời sống được Chúa ban phước nếu mà chúng ta bóc lột người khác. Chúa muốn thử thách chúng ta trong vấn đề xài tiền thế nào trên trần gian này.
Chúa muốn thử thách coi vấn đề chúng ta kiếm tiền như thế nào. Chúng ta có kiếm tiền cách ngay thẳng. Chúa thử coi quý vị xài tiền như thế nào. Có xài tiền ít hơn cái gì mình kiếm, có dâng hiến cho công việc Chúa, có đầu biết đầu tư tiền bạc, biết để dành tiền hay không, dùng tiền như thế nào. Và đó là cách Chúa thử đức tin của mỗi chúng ta. Vẫn liên trong vấn đề tài chánh. Nếu mà chúng ta muốn được thỏa lòng, chúng ta hãy thỏa lòng qua nhớ Chúa ban phước cho mình. Mình là người quản gia, mình sẵn sàng buông ra cho công việc Chúa, giúp đỡ người khác. Hãy nhớ tiền dùng để dùng, dùng để cứu giúp người khác. Thánh Kinh nói rất là rõ, để cứu giúp người khác, đó là cách đầu tư ở trên trời. Và điểm cuối cùng, điều kiện cuối cùng để chúng ta thấy được cái sự chăm sóc, chu cấp của Chúa trên nhu cầu của chúng ta, đó là nhớ chúng ta phải tin cậy Chúa. Chúng ta phải tin cậy Chúa từng ngày. Đừng lo lắng, Cha các con trên trời đã biết hết mọi nhu cầu của các con. Nhưng trước hết, là trên hết mọi sự, hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời. Hãy tìm kiếm sự tể trị của Chúa, tìm kiếm Chúa và sự công chính của Ngài, sự tha thứ của Chúa. Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa. Quý vị biết là trong tất cả mọi vật chỉ có con người là lo lắng, quý vị biết không? Cái cây không có lo lắng, thú vật không có lo lắng, loài chim không có lo lắng, mà chỉ có loài người là lo lắng thôi. Và khi nào mà mình nghi ngờ tình thương của Chúa thì quý vị sẽ lo lắng. Và lo lắng là cái dấu hiệu cho thấy rằng, cho biết rằng chúng ta đang thiếu lòng tin tưởng và tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Chúng ta là con cái của Chúa. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời đầy tình thương. Cho nên nhớ, chúng ta thay vì đừng có nghi ngờ tình thương của Chúa, mà hãy gần gũi Chúa. Hãy biết Chúa thương mình nhiều đến cỡ nào. Hãy gần gũi với Chúa. Hãy có những thời giờ tĩnh nguyện, biết thêm về Chúa, có nhiều lời cầu xin với Chúa. Lời Chúa nói rằng trong Timôthê thứ nhất đoạn 6 nói rằng đừng đặt hy vọng nơi của cải không chắc chắn. Tiền bạc không chắc chắn, sẽ có một ngày mất mà ngoài ý của chúng ta muốn. Nhưng mà có cái điều gì chắc chắn quý vị biết không? Hãy hy vọng nơi Đức Chúa Trời, đặt hy vọng mình nơi Đức Chúa Trời. Chỉ có Đức Chúa Trời mới không bao giờ mất, không bao giờ thay đổi mà thôi. Hãy đặt hy vọng của mình nơi Đức Chúa Trời. Đừng có đặt hy vọng mình nơi tiền ở trong nhà băng. Đừng có đặt hy vọng của mình nơi cái việc làm của mình. Đừng có đặt hy vọng của mình nơi những cái stock mình đầu tư ở trong đó. Nó sẽ qua ngoài cái ý mình muốn. Nhiều khi vì bệnh tật, nhiều khi bị thua kiện, nhiều khi tai họa đến mình sẽ mất hết. Nhưng mà hãy đặt hy vọng mình nơi Đức Chúa Trời. Đó mới là cái điều bảo đảm đầy đủ. Mỗi chúng ta cùng hướng lòng mình về Chúa. Quý vị hãy cầu xin với Chúa. Kính lạy Chúa, xin giúp con biết cầu xin ở trong danh của Chúa. Xin Chúa tha thứ vì con thiếu thành thật ở trong lời nói, trong tư tưởng. Xin giúp con biết vui, biết thỏa lòng với những gì con đang có. Người quanh ta đang chờ mong sống trong tình thương, nhờ tình thương.